Hai đứa dọn đồ qua nhà chính trơn ở một tuần lễ. Trời đất ơi, cái gì mà kỳ cục vậy? Dạ. Ôi, tự nhiên con mình đang ở đây, tự nhiên là biểu qua nhà chính trơn ở là sao? Đâu có gì đâu kỳ. Cái gì cũng xong hết á. Bà yên tâm đi, bà cứ ngồi đó chờ. Trời ơi, ngồi yên sao được mà ngồi yên. Ông thấy vậy không có kỳ sao? Tự nhiên con mình đang ở đang yên đang lành thì tự nhiên biểu qua bên đó ở. Tía, sao tự nhiên tía đuổi con đi vậy tía? Thôi, con chịu ở với tía má à. Con chịu ở với ai hết đó. Đúng rồi đó ông, suy nghĩ lại đi. Tự nhiên đuổi con đi, tội nghiệp nó chứ. Tôi không có đuổi đi. Chứ ở bên đây tôi dạy không có được. Nói không có nghe. Đi qua bên nhà chính quyền ở. Để cho chính quyền nó dạy. Đó không, tuần lễ rồi về. Qua bên ở đi rồi biết đá biết vàng. Rồi quay về đây nè. Mới thấy ở với cha mẹ nó sung sướng cỡ nào. Con phản đối. Con cũng phản đối. Tôi cũng phản đối. Phản đối cũng vô hiệu. Tao ký hợp đồng rồi. Tía ơi, con muốn rời xa tía má dù chỉ một giây phút. Một giây phút, dù chỉ một giây phút thôi tía. Một giây phút thôi, một giây nữa thôi là hai giây rồi. Dạ, con muốn mồ côi tía ơi. Tía biết sao không? Vì mồ côi tội lắm tía ơi. Đói cơm khát nước biết người nào lo. Dạ tía. Mày chù tao chết rồi hả? Ta còn sống đây mà tụi bay mồ côi gì? Dạ dạ con xin lỗi tía. Con hát lộn. Không có nói tới nói lui gì hết. Tao đã quyết rồi. Một tuần thôi. Ký hợp đồng xong rồi. Mai bỏ mụn cho thúng, bưng qua nhà chính quyền ở.